thay đổi được cái bộ mặt số khỏe. Sáng tôi đọc cái câu này hay nè, mình hãy là người tử tế là được rồi hen, đừng có mong là sống mọi người nghĩ tốt về mình. Bạn chết xem, bạn không cần bạn là thiên thần, người ta chỉ cần làm cho trọn cái tư cách con người là được. Đúng rồi, hay thế đó. Mình sống tử tế thì không cần mọi người nghĩ tốt thì mình. Hôm qua vô thăm Bình Đa ba chết rồi không? Hả? Trời ơi, tôi khóc, tôi buồn, tối qua tôi nằm, tôi tự nhiên tôi nhớ và tôi khóc hai lần á. Ủa? Chết rồi này. Bởi vậy, bà tôi thấy ông nó khiến trong cái tâm não tôi muốn đi... Muốn đi thăm à? Lao cái tay, cái giấy kìa. Để kia. Muốn đi thăm, hôm nay hết sức không? Là cái muốn đi thăm mà chưa đi thăm mà rất queo rồi. Là cái tôi nhớ á. Bởi vậy bây giờ mình ngồi mình nói chuyện đời, mấy ông nghe nè. Tôi nhỏ mấy ông mà mấy ông nghĩ nè. Tôi nhớ hồi mà bà ở đây á, cái Phật tử ở xa họ cứ gọi điện hoài đó. Họ cầm lên họ nói là người Mỹ nó không như người Việt đâu, rủi bà ăn trúng có gì đó rồi con mà nó thưa mình á. Rồi cái đầu cái lúc đó ông Đan ông cũng dịch lại vậy đó chứ ba. Thì ăn đi, ăn đi. Cái ông Đan ông dịch lại vậy đó. Dịch lại vậy các đầu bà ngồi bà buồn. Bà buồn thì bà nói rằng bà không có khe đâu, bởi vì con bà nó không có lo cho bà, cho nên tôi đừng có sợ. Thì cái ông Đao nói thôi bây giờ để cho chắc ăn là bà viết cho miếng giấy đó. Thì bà vô bà lấy giấy bà viết. Rồi cũng như bà nói rằng mình ghi âm lại đó. Rồi có gì con bà nó không thương mình. Cái tối đó bà ngồi bà khóc. Bà nói cái tình người nhưng bà ngồi bà khóc. Bà ôm chó bà ngồi bà khóc sướt mướt à. Mà tội con chó đó, cái tội nè là nó đi cục kịch rồi nó lén nó đi ra mà tôi không nghe nó vô phòng, thì nó tới cửa phòng á, nó đứng đó, nó gõ cửa kịch kịch vậy nè, rồi bà ra bà ôm nó mình này chứ bà biết là tôi không cho nó vô phòng dơ, bà ôm mình này bà ngồi bà khóc, bà khóc rồi cô Bích lúc đó có cô Bích á, cô ra cô hỏi sao bà khóc, thì bà tủi thân bà rồi bà nói bà thương chó, bây giờ bà không có tiền bà trị cho nó. Mà nếu bà không có tiền bà trị cho nó thì nó sẽ chết. Thì cuối cùng chú nhớ bữa đó tưởng tôi 100 đồng rồi cuối tôi tốn 400 mấy đó. Thì thôi mình cũng nói nhưng mà khóc lại bà tụi cái thân mà. Bà về bên đây đúng ra tôi nhớ mỗi lần gọi trái sòi này là bà ngồi bà dòm. Cái mình cho bà ăn ngon lành lắm, cái gì cũng ăn hết trơn á. Thương là thương vậy đó. Nhưng mà điều mình mừng là ai nói gì nói mà tôi thấy tội nghiệp tôi đáng tôi nuôi cho tới cái ngày bà bị tai biến á. Thì phải mượn cái cớ đó mà chú ba nhớ không, mượn cái cớ đó là nó là tôi không nuôi nữa đằng cho có cảnh sát á là nó làm giấy đằng cho ba ở đó luôn á. Ba nghe coi. Ê ba đâu gọi bà ấy nói cho chú chị theo chắc ba cho nên đó, khi vậy á tôi mới hiểu cái chuyện mà cái thân ăn đi không sẽ ăn nữa đi cái thân phận mà vụ mà gọi là ăn nhờ ở đậu á. Thì cái ăn nhờ ở đậu không biết người ta đuổi mình lúc nào phải không? Yeah. Ăn chứ ba. Đó, không có nè. Thì cứ ăn đi. Mà tôi nhớ về cái tôi tuổi thân mình, tuổi thân cho người. Bị bảo bên đây mà cứ nói thật ra Phật tử họ thương tôi. Chứ không phải họ, phải họ. Họ không muốn tôi nuôi. Ai Phật tử nào cũng muốn thầy mình phải làm phước chứ. Nhưng mà họ sợ người Mỹ. Liên lụy. Liên lụy thôi chứ không phải là họ ghét mà cụ Đinh Đa phải không? Nên mà khi ba hiểu điều đó rồi đó ba ngủ không có được. Bà sợ mình đuổi bà đó. Ông thầy bây giờ vậy ổng bả thì vậy còn ổng thì sao nè? Ổng thì lẩm cẩm. Tức là ổng còn sống mà lẩm cẩm. Ừ. Giờ mới diễn tả là bà bệnh nở này là bú cổ rồi. Bú cổ cho nên nó bự ra. Hồi đó bà ở đây bà đâu có thấy đâu. Có nhưng mà nó nhỏ thôi, lâu lâu rồi chứ. Bà đi chích thuốc. Nó bự ra. Nó bự ra thì cuối cùng nó giống như nó nghẹn luôn, bà không được. Bà không được. Đó là bộ bú nội đó. Chứ bú ngoại thì nó phình ở ngoài thôi, không đến nổi. Chứ bú nội nó ép vô cái bộ, ép vô cổ họng đó. Bà mà còn trẻ đó, hồi đó con có một ông. Bữa đi nước tôi đâu rồi đó. Đây. Con có một cái ông kia, ông
ông có một cái loại thuốc chữa bú cổ mà bà vợ con đây là cái người điển hình này. Trong uống ngoài thoa mà không cần thoa nữa, ê không cần uống nó chỉ có thoa thôi. Tao hai miếng đó. Để ăn đi, à, lo lâu có xài không? Có ông sĩ ăn giùm cả tôi đang ăn cái này nó ngọt ngay, ăn cái này vô nó. Để đó đi, tôi ăn cái nữa thôi. Đó. Lo lâu có ngọt thì cái xoài ngon thì. Là không có là xẹp đó thầy. Ừ. Chứ còn đi phỏng vấn đi, trước khi đi qua đây nè, phỏng vấn á, Mỹ nó phát hiện là bú cổ, đâu có được. Ừ. Cho nên là phải chữa cho nó nín cái bú cổ cái đã, chứ bà bị bú nội nó ép vô cái cổ họng, bà nói khò khào rồi đó. Nhưng mà mình có cái thuốc tới bây giờ nè, không biết bà đem đâu đi cất ở đâu rồi, cái thuốc đó nó thành cao rồi, nó nhiều năm quá giờ nó đặc rồi, nó thành cao rồi. Nó trầm miếng giấy thôi. Chỉ có sức thôi. Cho nên nhớ thấy thương, nhớ tôi nhớ hoài. Tại năm 21 mà có tôi khóc cũng không được. Em bị cứu mà. Hả? Tôi nhớ cái đó, ông bị có nổi lên cục chưa? Khó lắm. Có nổi chưa? Đó. Ông kêu ông cho thuốc uống rồi. Mà có thấy hết không? Hết. Ông chuyên bị ở đây nè. Ờ hết rồi. Mổ, bắt ông kia mổ. Giờ nó nhảy á, vậy là nó còn di căn. Vậy là ông không được ăn bắp cải rồi, đừng có ăn. Đừng có dùng bắp cải nữa. Hồi xưa bị đây nè, cái mấy người kia nó sáng sớm á, cái nước miếng mình á, kho nó thoáng lặn luôn á. Nó lặn mất tiêu rồi. Cái còn muối á, muối chúa đó. Muối chúa đó. Nước miếng đó hả? Muối chúa không có, lấy nguyên con muối chúa ngâm với rượu với một vài cái vị thuốc nó thôi là thành. À. Tôi đưa qua trong sĩ cho tôi lấy cái ly coi. Bứt luôn. À. Bây giờ chừng nào mà ông thấy ông khó thở đó. Khó thở nó lợn ngồi. Hả? À. Uống ngồi. Uống ngoại nhưng mà nếu mà chừng nào thấy nó cộng cứng á. Thì đúng là ông ba không ăn sòi cũng đúng, không nên ăn sòi. Ngọt quá này. Ngọt quá. Nhưng mà cái này cái lá ngọt rồi này. Mà bú nó lên lẻ nghe hồi mới có xíu. Lên bú lẻ cho nó. Lẻ lắm. Mà mổ không khéo nó di căn. Nhảy. Bắt chưa dưới đèn nó con ông Dung á, bác sĩ á. Ông đâu có vai mổ đâu. Bắt ông mổ. Mẹ. Tao mổ có chuyện gì mà chịu nhiệm á nha. Ừ. Mổ đại đi. Không, cái đó có những cái nó kỵ dao kéo. Chừng nào ông thấy nó sưng lên, nó u lên đó. Mà không còn đi ai chữa đó thì cho tôi hay. Okay. Đó. Tôi là chỉ có đơn giản là ông ngồi uống trại tôi là cái. Thôi mà bây giờ đó. Tôi nói thiệt với chú á ha. Ở tuổi trò thì nó cũng còn hơi quá trẻ, hơi trẻ. Còn có chỗ chú sĩ nó lên thì tôi nói thiệt đủ hết trơn rồi. Tôi có thể là ổng còn trẻ quá trời. Trẻ gì nữa mà trẻ. 60, 31 nếu đúng là năm nay là 61 rồi, 6 tế rồi. Nhâm dần, cái nhâm dần là 61 rồi, còn trẻ gì nữa. Rồi, thì thật ra bây giờ đó thì đã bình thường được gọi là gì đó. Cái bản gì 61 gọi là đáo tế là tên là họ nhưng mà hơn cái gì nè gọi là chi cái gì mà nó trả lại một lần gì đó đáo tế là nhà đáo tế đó thì biết là nhưng mà cái danh từ gì đó là lục thập thọ hả hay sao không phải cái gì mà chi đó 12 chi với 12 con giáp chứ thật chi đó 12 giáp là thập can thập nhị chi à, đủ can chi rồi đủ can đủ can chi rồi thật sự chi rồi đúng rồi bây giờ chỉ mong gì nè là sao cho mình không biết cứ giờ bất cứ đạo nào Phật cũng vậy Chúa cũng vậy mà nếu mình có đức tin các ngài đó và các ngài nếu mà thiên liêng á chứ là đúng là nghiệp của mỗi người thì ai đấy gánh nhưng mà các ngài thương mà nếu mình tâm hiền từ mà có gia hộ thiên liêng thì cho mình chết nó đỡ đau nhất là nó mừng rồi chứ trời ơi thôi mỗi người nghiệp tùm lum tá lả đâu phải một nghiệp đâu nó dồn lại từ đời này đời khác có khi từ lúc qua lúc 17 tuổi ở Mỹ tới giờ ghê hả rưỡi tuổi giờ 61 rồi đó giờ 61 rồi đó mấy chục năm ghê tuổi ta là 60 chứ tuổi ta là 61 tuổi tây mới có 60 dữ không mới tưởng đâu là mình không được 61 nhưng mà bây giờ nó là 61 rồi đó thấy chưa
thầy cứ đừng có ngồi đó, ông ngồi ông nói ông còn trẻ, ông đòi chết sớm, ông đừng có lo cái chuyện đó, không phải dễ đâu nghe. Muốn không được đâu. Không chết không phải dễ. Đó, đâu phải em muốn mà được đâu. À muốn không cũng phải dễ. Nó phải nói thằng tôi rõ ràng đó. Nó người tiền cổ quá trời muốn sống mà sống được thấy không? Đó. Bởi vậy đó. Có tiền không mua được cái mạng sống. Dạ. Còn nhỏ nó thì nó là cố làm để bỏ cái sức khỏe ra để đi kiếm tiền. Mà kiếm cho đã tới hồi già rồi nó tiền chất một núi mua lại cái sức khỏe nó không bán. Nó nói con mua rẻ quá tôi không bán. Nó thật luôn cái sức khỏe của mình là phải cái nghiệm nha. Nếu sau này ai mà cái nhà mà nó buôn bán làm ăn thì thôi. Mà nhà để dưỡng già lại trước phải trồng tre vậy nè. Bác vô cùng thấy không? Không. Cái này tác dụng của sinh học đó. Nó còn có lợi cho phổi nữa đó. Ngồi đó nó khỏe lắm. Nó lên ghê không lắm. Không biết ông có để ý không? Thầy có biết ở dưới Thanh Đa đó. Thanh Đa đó, Sài Gòn đó. Biết. Chỗ cái cư xá Thanh Đa đó. Có ở ngoài bờ sông đã mát rồi. Mà nó lại còn có cái vườn tre quá trời quá. Có trúc này nè. Nó trúc. Mọc lên người ta bán cà phê giống á. À. Ở dưới gốc tre này nè. Trời đất ơi, nó mát gì đâu á, trời đi. Nắng đang chang chang vậy, ông chui xuống đây, ông nằm hồi đó, nó mát rồi. Yeah. Ăn đi ông sĩ. Này trúc mà. Trúc. Nhưng mà thầy thì kể đó, lên đầy, càng chặt cứ càng thích. Cây này đó, cái thân nó đặc. Yeah. Nhưng mà cái loại này ở chùa ở đây thì không thân không đặc. Thân nó rỗng mà nó nhỏ thôi, chứ còn tre thì cái ống bự. Đúng rồi, cái đó là tre ống bự, tại vì mình quen ở Mỹ, cái nào cũng tre, nó có thứ, đâu có phân biệt trúc tre. Còn cái trúc thì là thầy biết không, ở bên Hồng Kông á nó dùng cái cây trúc này nè để nó làm giàn giáo xây nhà tới cả chục tầng á. Toàn là cây trúc này không à, còn hết Sài Gòn thì ha. Yeah. Hay thiệt á nghe. Nhưng mà cái bên Tàu á thì họ tận dụng cây tre cây trúc thì họ là biểu tượng cho quân tử. Cái đó cái ý nghĩa tâm lý. Nhưng mà bên Phật giáo á thì lại là lấy cái cây tùng biểu trưng cho kẻ trượng phu, cho người trượng phu. Mấy cây hồng của thầy lên quá trời. An MA 900 one butt. Được ba hai giỏi nữa. Nô ma nè. Bà đó, bà gọi. Hello. Hi, is this Kevin? Yeah. Hi, this is Norma. I have an appointment with my boss. He's going to be calling me at 3:00. Uh-huh. And it's going to be like a meeting and if possible 1:15, 1:30. Uh-huh. So I just want to let you know in the event you call me of anything, I'm on the phone with my boss, okay? Okay. And you want to come look now or what? Well, he's going to be calling me at 3:00, probably the next few minutes. It's a meeting we have every Thursday. And I forgot to have mentioned that to you, but I'm only going to be here probably 10 minutes, 15 minutes, I believe, unless he has something. Oh, okay. We'll try and cancel. I go look and I let you know about it, okay? Okay, that's fine. Okay. It's only going to be probably 10, 15 minutes that I'll be talking to him because I don't have much okay. Report to him, okay? Okay, okay. I just wanted to let you know if you call me or anything, and I don't answer because I'm on the phone with him. Okay. Okay. Thank you right. Very, very much. Appreciate it, okay? Okay. Right. Nhiều. Bà có người gọi cho bà nói chuyện 3 giờ. Bà sợ mình gọi vô kia nọ, nó cãi bà. Bà mới nói nhiều lắm. Tôi nghĩ cái con mình nè. À, Mỹ hỏi con mình nè. Bây giờ tiếng tôi nè. Bà được người nói mừng thấy mẹ. Bà nói. Mỗi lần gọi bà nó. Bây giờ là, tiếng tôi nè, một ngày tôi chỉ có nói chuyện được với ông với ông Na, ông ba với ông Na lại nói chuyện được nói cho đã rồi đang nghỉ. Chứ là tối giờ tôi nói với ai. Bà nói với ai cấp nghe. Còn bà giờ bà nói với ai bây giờ. Thật sự ra đó, tính ra một ngày tôi nói chuyện gặp với ông là tôi nói vô luôn lên chứ không có với ông tôi nói ai. Hồi đó có con chó nói chuyện đó. Phật tử này có nói chuyện với điện thoại chứ. Không có luôn. Thì còn rằng á, nguyên ngày con nói chuyện ai, con đi làm không có nói ai đâu. Chúng này đến nói điện thoại lắm. Như làm như hết phước rồi, không ai gọi á. Cái chơi cũng có mà gọi như vậy nè. Mà thì cũng ráng chứ còn hả, mà bực mình á thì mình lỗ. Lỗ là mình lỗ mình á, mình lỗ mình cái tâm mình nó khó chịu.
giống như hồi nãy có cô bên Thị Điển đang làm, đang nấu cơm mà thấy mà cổ gọi mà giờ phải đá mà nghe. Nói thầy, thầy giải quyết giùm con chuyện, hỏi chuyện gì? Chuyện gì? Nó nói giờ thầy coi cái thằng đó hồi đó mình giúp cho nó qua bên này mua nhà mua cửa nó, mà giờ nó chửi mình nè, nó rủa mình, nó lấy coi chừng bà ra đường bà báo bà lên bà chạy bà nhồi đậu bà chết ra cho thầy giải quyết sao. Cái tôi thì là nó khó chịu mình đang nấu cơm cái mình lúc đó nó cười vậy chứ là nó không phải là cười thiệt. Cậu đó cô à, cô dòm cái nghĩa trang nghĩa địa có chỗ nào để người ta rủa mà chết không, nó không ai rủa mà chết đâu. Vì cái tôi của mình, cái bản ngã của mình hãy nói đụng tới cái tôi của mình cái là mình nhảy ào ào chứ có ai rủa chết. Nếu mà chú đó mà rủa mà cô cấm đầu cô chết tôi chịu chứ. Còn bây giờ cô chết là cô chết vậy nè, cô nhớ là ta thầy cái chửi cô hoài đó. Cô nằm đó cô đập đầu vô gối là cô không ngủ được, không chết được á. Nó chết là chết vậy đó. Cô nói thôi thầy nói nghe phải. Tôi nói thôi bây giờ biết đâu cô sắp sửa tới có một cái tai nạn nhỏ nào đó, nhờ người ta rủa cô vậy giống như là cho cô hết đi. Cô cứ nghĩ vậy đi cho cô nhẹ lòng cô. Rồi bà tức bà trời thầy coi nó rủa con vậy đó. Đời nó vậy hả? Mà ai nói nghe cũng hay giống như tôi nói nghe thao thao bất tuyệt hay không? Nhưng mà ai đụng tới tôi cá biết. Bởi vì khi mình không đụng tiện á thì mình nói cái gì cũng hay phải không? Mà chuyện của mình nó thì hay lắm. Tự đụng chuyện của mình đó, còn cái chuyện của mình là chết má luôn. Tiêu. Bữa nay tôi bưng để mấy cây này tôi găm xuống tới mùa lạnh đó tôi bứng ra lên, găm cho nó nở ra đó. Nó chết rồi. Không, mấy cây thì nó không chết chứ. Cây nó đẻ à, dữ lắm mẹ. Cây lưỡi mèo. Lưỡi mèo, lưỡi hùm rồi nó không chết. Cái này để ở nhà có hề vậy? Nhà có nhiều cây để ở nhà nó bị mình bị... Không, cái này để ở nhà tốt. Bà nói đi. Cây này với lại một cái loại cây nữa, cái lá nó nhỏ chút xíu giống cái lá khoai lang vậy đó. Đó là độc dược đó. Cái trong nhà bệnh đó, nghe nói đó. Cái mùi của nó tiết ra nó độc. Cây này thì không có, cây này tốt. Cây nào cũng có mùi hết á. Cái này nó nhả oxy nè. Cây nào nó cũng bốc nhả hết á. Thành ra thầy không để ý, thầy có cái cây kia nữa, cây kia là độc dược nha. Ông mà đụng tới nó, con nít mà đụng tới nó là nó quẹn mặt nó lên, nó phù. Kim tiền á. Kim tiền á mà. Mình đá không chú? Dạ. Tôi bây giờ không gì thay đổi. Cây mà bây giờ thầy bứng ra rồi thầy đem lên rồi thầy để xuống, một lần mà lên xuống vậy đó nó phải thay lá. Không, nó nhảy lắm, cây này trồng nó nhảy lắm. Mà hồi xưa trồng bứng cho tùm lum hết trơn á. Rồi bây giờ cho nó xuống lại cho nó đẻ con, nó bứng cho người ta nữa. Cái vậy nó thì có nhiêu nó đèo có nhiêu đó à. Vì cái mùa đúng rồi, xuống đất thì nó lớn ra nữa, đúng rồi, nó có đất đủ đất ăn. Hồi sáng thì tôi trồng đây nè, tôi làm cho nhà thằng kia nè. Ờ, trước nhà nó đó hả? Lấy tôi làm không? Làm một tiếng mấy là xong á. Landscape luôn á. Gì? Ông đi trồng cây cho người ta luôn, ông nội. Thứ gì ông cũng mần luôn á, làm láng luôn. Ông đi trồng cây cho người ta. Thấy ở ngoài thấy ghê quá. Cái tàn đó nó có người làm sao mà có bắt làm. À. Mua cái phần đó nè. Ừ. Tội nữa, tôi mua luôn rồi, bông mà qua làm đủ. Vậy mà nó không thương mình đi. Sáng gọi lên cho nó mệt đó. Thế gian này nghe, có những cái mình thương người chứ người không thương mình đâu. Mà có những cái mình không thương mà ta thương mình. Rồi có những cái mình lo mà ta đâu có cần mà mình phải lo hay nợ. Ngồi vậy đó, có những cái nó không cần mà mình đi lo. Có những cái ta cần mình chỉ yêu cầu một lời nói cho mình vui với người ta mà mình không nói lời nó vui được. Hồi xưa nó còn tâm chắc, còn suy nghĩ, giờ hết ai làm gì làm. Càng già đó. Không, mà hôm nay mới thấy chú Sĩ bắt đầu trở thành ngồi xuôi đồ ngon lành, cứ nghĩa là cứng cáp,
không có còn cái vẻ mà phong độ hào phóng trẻ trâu nữa. Dạ đó. Bây giờ coi như bắt đầu tuổi già. Làm riết thì giờ nó đuối à. Ai muốn nói. Nhưng mà nếu mà hồi xưa 40 là ngồi xuôi rồi. Bữa nay ổng 60 ổng mới ngồi xuôi. Mà ổng ngồi tới 2 xuôi rồi á. Hả? 2 xuôi phải không? Dạ. Đó. 2 xuôi rồi đó. Chỉ có cháu thôi. À, mà nhỏ con gái ông nó bự con lắm mà thầy. Không biết vợ có bự không, ông thấy thầy thấy ông nhỏ vậy phải không? Trời, nhỏ con gái ông nó bự con lắm mà. Nó to xương nhưng mà nó anh thấy trong đó nó ngồi nó bự. Dạ. Dạ. Trong phim đó, thấy trong video đó, nó coi nó đang nhảy đầm với thằng chồng nó đó, thấy nó bự con. À, nó cao hơn chồng đó. Dạ, nó cao không mấy inch ạ. Mà lúc mà nhảy đầm nó tội hả nói bà thấy bà vui mà thấy bà vui chứ hồi trước ba đưa con lên giờ ba nhảy với con nữa rồi bà nói con vậy thì ba mừng rồi bà nói ba còn hai đứa nữa nhưng mà nó nói nhưng mà làm cha làm mẹ mà khi gả được con cái là mừng lắm thứ nhất là nó ra trường thứ hai là có từ gả chào đứng chủ hôn có chồng có vợ đám cưới Mỹ á thầy có dịp đi đám cưới của Mỹ đó thầy mới thấy là nó có những cái tập tục của Mỹ á hay ngộ lắm mà không giống Việt Nam không giống hoàn toàn nhưng giờ. Mà là nó văn hóa không văn hóa văn hóa chứ đó là cái văn không, hóa ý hỏi ngày tập tục trở thành một cái truyền thống văn hóa truyền thống nha ở Mỹ á người ta thường hay tổ chức theo cái gọi là tổ chức theo cái kiểu phong cổ điển á là người ta phải làm như vậy đám ma cũng vậy nữa đám ma thì không biết còn đám ma thấy mấy người không họ rồi ba của cái chú này nở đây này chết này là cái chú nhà mình gần mình nè rồi nó vợ chồng nó ăn mặc sang trọng tôi tưởng đám cưới không cũng sang trọng vậy nhưng mà tại sang trọng không phải là để không phải so không phải sang trọng không phải là để khoe với thiên hạ mà sang trọng là mình tôn trọng người quá cố giờ mình tôn trọng người quá cố vậy đó rồi bây giờ thí dụ như vậy là giữa văn hóa phương Tây và phương Đông là mình đúng cái nào đúng nào sai ví dụ giống phương Đông á thì cha mẹ mà chết thì coi như là mặc quần áo là phải cũ kỹ nhăn nheo trên ba cái bao bố cấp tang đó rồi không được ủi rồi không được cắt móng tay không được cạo đầu chồng vợ thì ngủ rồi phải đổi đầu lỡ cứ hôn rồi phải chờ tới mãn tang trời ơi bên này chết là đi xuất binh láng tới cái giờ lại đi tới lên thăm thôi đẩy thậm ra chí nó còn kéo dài thời gian nó để nó lâu làm liền đâu nó đẩy ra cho thầy ví dụ là ngày ví dụ như đi thăm viếng ví dụ như 6 giờ chiều thăm lần hay là tối thăm lần có là nó đẩy ra cho thầy đứng á người ta đánh viếng là nghĩ là cứ hai ngày được vậy thôi rồi xong xuôi rồi đưa đi thôi thầy muốn đông nữa muốn nhiều lần thăm cũng được tiện mà tốn tiền.